Chương 1.1 Đôi lời Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bộ này khi tôi mới thấy cái tên thì không dám đọc vì sợ ngược với máu chó lắm, mà sau này hết hàng cuối cùng vẫn phải đọc thử. Ai dè nó đúng nghĩa là ngược, ngược một con cậu độc thân quanh năm như tôi. Cảnh hường phấn tung tóe từ đầu đến cuối, chói mù con mắt tôi luôn, truyện thuộc thể loại ABR, nếu cô nào không hiểu thì Google không tính phí nhé. Chứ bắt tôi giải thích chắc chết, thật ra cách hành văn tác giả không cao siêu, nhưng mà được cái tác giả viết mấy cảnh ngọt đáng yêu dễ sợ, mấy hành động nho nhỏ thôi cũng khiến tim tôi rung rinh luôn ấy chứ, chỉ ước có người bạn trai như sếp vậy. Lúc bà báo sắp tới cảnh ngược, tôi tưởng ngược dữ dằn lắm ai dè là một xô kẹo nhét vào mồm tôi. Harry và Vodemo đều bị ốc, tôi nói trước đừng có nhảy rồi bắt bẻ tôi nha. Harry trong đây đúng kiểu nghiện mà còn ngại, lúc nào cũng cứng đầu chứ tới hồi sếp đòi gạ vẫn nằm im ra cho sếp làm ăn như thường. Mệt bỏ mẹ hai đứa ra, nói chung là chuyện đáng yêu, ngọt. Khuyến cáo mấy cô có thể đọc, đồng nhân vô la, hoa hải trước rồi hãy qua đây, thề mấy cô mà không ức chế chuyện đó tôi chết liền, đúng nghĩa ngọt, sủng nhưng kết be, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.